Đài Loan ngày 9 tháng 8 tiếp tục các cuộc tập trận định kỳ. Máy bay cất cánh, hạ cánh liên tục ở huyện Bình Đông, tận cùng phía Nam. Tham gia cuộc tập trận còn có một trực thăng và một thiết bị bay không người lái tại phi trường Bình Đông. Trước đó là màn tập dượt bắn pháo Howitzer ra biển, một phần trong các cuộc diễn tập đã được lên lịch lâu nay. Truyền thông địa phương cho hay các cuộc tập trận quân sự sẽ được tiến hành lần nữa vào ngày 11 tháng 8. Các cuộc tập trận hiện nay diễn ra chỉ một ngày sau khi Trung Quốc loan báo mở thêm các cuộc tập trận trong vùng biển và không phận xung quanh Đài Loan, một hành động được xem là phản ứng của Bắc Kinh đối với chuyến thăm mới đây của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tới Đài Loan. Ngoại trưởng Đài Loan ngày 9 tháng 8 tuyên bố các cuộc tập trận Trung Quốc triển khai để phản đối chuyến thăm vừa rồi của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tới Đài Loan chỉ là cái cớ để chuẩn bị xâm chiếm hòn đảo tự trị và rằng đó là chiến lược kỹ lưỡng để sửa soạn xâm lăng. Phát biểu trong cuộc họp báo tại Đài Bắc, Ngoại trưởng Joseph Wu khẳng định các cuộc tập trận này không thể uy hiếp Đài Loan. Các cuộc tập trận nhắm mục tiêu quy mô của Trung Quốc là hành động khiêu khích nghiêm trọng. Trung Quốc lợi dụng chuyến thăm Đài Loan của bà Pelosi làm cái cớ và đang theo đuổi các ý đồ thực thụ theo nhiều cách khác nhau. Đầu tuần này, một phát ngôn nhân ngũ sắc đài nói, Lầu Năm Góc không nghĩ là Trung Quốc sẽ tìm cách xâm chiếm Đài Loan trong vòng 2 năm tới. Phát biểu của Ngoại trưởng Đài Loan được đưa ra trong lúc căng thẳng quân sự giữa đôi bên vẫn âm ỉ sau cuộc tập trận 4 ngày của Trung Quốc xung quanh Đài Loan kết thúc hôm 7 tháng 8 và Bắc Kinh loan báo mở thêm cuộc tập trận mới. Chuyến thăm của bà Pelosi khiến Trung Quốc nổi đóa. Tổng thống Mỹ Joe Biden đầu tuần này nói rằng ông quan ngại về các hành động của Trung Quốc trong khu vực, nhưng ông không lo lắng về Đài Loan. Tôi không nghĩ họ sẽ làm gì vượt quá những gì họ đang làm. Trung Quốc chưa bao giờ loại bỏ phương án dùng vũ lực đưa Đài Loan vào tầm kiểm soát của mình. Hôm 8 tháng 8, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân tuyên bố Bắc Kinh đang tiến hành các cuộc tập trận thông thường trong vùng biển của Trung Quốc một cách minh bạch và chuyên nghiệp, và nói rằng Đài Loan là một phần lãnh thổ Trung Quốc. Cựu Tổng thống Donald Trump cho hay nhân viên Cục Điều tra Liên bang FBI lục soát tư gia của ông tại Mar-a-Lago hôm 8 tháng 8 và mở tung két sắt của ông giữa cuộc điều tra của Bộ Tư pháp về việc ông Trump có thể đã mang các hồ sơ trong lúc làm Tổng thống từ Tòa Bạch Ốc về cất giữ ở đây. Một nhóm ủng hộ ông Trump hôm 9 tháng 8 tập trung bên ngoài nhà ông Trump ở Florida để phản đối việc này, nói rằng đây là hành động truy bức chính trị. Tờ New York Times và đài CNN dẫn các nguồn tin ẩn danh cho biết cuộc lục soát liên quan tới các tài liệu mật. Bộ Tư pháp và FBI từ chối bình luận về thông tin này. CNN loan tin ông Trump không có mặt tại nhà lúc diễn ra cuộc lục soát. Ông Trump không nói rõ vì sao có cuộc lục soát này. Trước đây trong năm, Văn khố Quốc gia báo cáo với Quốc hội rằng họ đã thu hồi khoảng 15 hộp hồ sơ văn kiện của Tòa Bạch Ốc từ tư gia của ông Trump ở Florida, một số trong đó có chứa tài liệu mật. Lúc đó, Ủy ban Giám sát Hạ viện loan báo họ đang mở rộng một cuộc điều tra nhắm vào ông Trump và yêu cầu Văn khố Quốc gia giao nộp thêm thông tin. Trước đây, ông Trump từng xác nhận ông đã đồng ý nộp lại một số hồ sơ cho Văn khố Quốc gia và nói đây là một quy trình thông thường. Cuộc lục soát của FBI tại tư gia của ông Trump đầu tuần này càng gây chú ý thêm cho những rắc rối pháp lý mà ông đang phải đương đầu. Trong đó, có cuộc điều tra vai trò của ông khi trụ sở Quốc hội bị tấn công hôm 6 tháng Giêng năm 2021 và các cáo giác về những sự qua lại phi pháp liên quan tới cuộc bầu cử Tổng thống 2020. Ít nhất 8 người chết bên trong và xung quanh thủ đô Seoul của Hàn Quốc sau những trận mưa tầm tã, theo nhà chức trách cho hay hôm 9 tháng 8. Mưa làm đứt các đường dây điện, gây đất chuồi và nhấn chìm đường xá lẫn các đường dây điện ngầm trên khắp thủ đô và một tỉnh lân cận. Tại quận Gangnam tráng lệ của Seoul, các cao ốc bị ngập lụt, xe cộ bị chìm trong biển nước, nhiều người bị mắc kẹt. Dữ liệu chính thức cho biết, ít nhất 765 cơ sở bị hư hại trên 50 con đường, kể cả cao tốc, bị phong tỏa. Hàng trăm người sơ tán. Tổng thống Yoon Suk-yeol thị sát một vùng bị lụt lội ở Seoul hôm 9 tháng 8 và đánh động nhận thức của mọi người về biến đổi khí hậu. Dự báo sẽ còn nhiều cơn mưa như chút nước tiếp diễn cho tới ngày 10 tháng 8. Đây là mùa mưa tệ hại nhất tại Hàn Quốc trong nhiều chục năm nay. Bộ Quốc phòng Nga nói
Vụ nổ ở một căn cứ không quân Nga hôm 9 tháng 8 là do đạn bị kích nổ, không phải là một cuộc tấn công, không có thương vong và không có thiết bị quân sự nào bị hư hại, theo hãng tin RIA Novosti. Video Reuters quay được gần hiện trường cho thấy các cửa sổ bị vỡ trong khu dân cư. Thống đốc Crimea Sergei Aksionov cho hay đã thị sát khu vực và đang làm rõ nguồn cơn. Vẫn theo lời ông, có ít nhất một người thiệt mạng trong vụ nổ này. Ba nhân chứng địa phương cho hay họ nghe thấy các tiếng nổ lớn và thấy khói đen bốc lên từ hướng căn cứ không quân Nga tại Novofedorovka trên bán đảo Crimea mà Nga đã sáp nhập của Ukraine. Hãng tin TASS loan tin, lực lượng khẩn cấp đã được triển khai tới nơi.